Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0 này. Mình sẽ các bạn nhận 30 top cần XRP nha các bạn. Phiên bản link mô tả bấm nút toàn. Ngày gấp này kết thúc vào ngày mười mấy đó, ngày 14 tháng phi phu này là ngày mà các bạn dịch ra các bạn. Đầu tiên các bạn lướt cấp trai các bạn. B92. B92 B kép TF em được không? TF rồi các bạn mới rút gỡ các bạn. Rồi đầu tiên các bạn join ai gấp tắt nha các bạn. Rồi các bạn 1 XRP bằng 0.5 USD mà nhận 31 rep là được 10 XRP nữa nha các bạn. Verify đầu tiên các bạn join kênh Telegram thứ nhất của nó nè. Join cái banner của nó. Rồi các bạn join vào. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn join kênh Telegram thứ hai group của nó nè. Các bạn join vào. Kênh. Rồi các bạn join kênh Telegram thứ ba của nó nữa nè. Join Rebel Telegram đó. Rồi các bạn đăng ký một cái tài khoản coi cấp bơ là link sàn mình có để phần link mô tả đầu tiên, các bạn nhớ vào đăng ký các bạn. Rồi các bạn join group coi cấp bơ của nó nè. Các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn thoát gan các bạn. Rồi các bạn follow theo word coi cấp bơ của nó nè. Không follow các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn thật là nhiều lắm. Các bạn ăn chờ một chút nha, mai mình lo yếu quá. Rồi các bạn theo bấm nút theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like với nó 1-2 bài nha các bạn. Coi cặp bơ này và các bạn thoát ra các bạn. Các bạn thoát ra. Các bạn nhớ username theo word mình lại nha các bạn. Rồi các bạn follow cặp bơ theo word rồi. Các bạn bấm ai rap tay các bạn. Lộn các bạn bấm skip DSN nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ email các bạn đăng ký qua cấp bên nha các bạn. Email các bạn đăng ký sàn hồi nãy nha các bạn, sàn mình đầu tiên đó. Rồi các bạn submit username Telegram của mình nha các bạn. Các bạn vào setting copy Telegram của mình, profile Telegram của mình, cộng đầu tiên nha các bạn. Anh 0329931577. Rồi các bạn gỡ các bạn. Email chút miết Telegram. Rồi các bạn bắt địa chỉ RC20 của mình vô các bạn. Các bạn qua dí chút wallet nè. Các bạn xuống ETH nè các bạn. Các bạn sao chép lên nha các bạn. Rồi các bạn qua con bot Telegram nha các bạn. Các bạn bắt vào nha các bạn. Do you have been sender? Vậy là thành công rồi các bạn. À, rồi sao nó không có yêu cầu cái YouTube Telegram ta? Run kênh Telegram, do you follow group, follow group Telegram rồi.
rồi các bạn bấm nút Setting Get Link các bạn. Rồi như vậy mình đã nhận được một ghép UTDM certified gapper, rồi mình đã nhận được. Rồi các bạn bấm nút email Telegram. Rồi vậy video mình đến đây kết thúc, xin chúc các bạn lấy lên ghép chia sẻ cho bạn bè để nhận thêm tất cả các bạn. Thì chào tạm biệt tất cả các bạn.